Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các đồng chí. Toshiba Bombet Metal Bombet Metal Metal nói cái như kiểu người Tây người nói. Toshiba Modern RT S71 DMK2 tại tỉnh Gia Lai có vùng nguyên liệu trên 5.000 hecta được trồng rộng trong veo 15/17 trong như nước mưa cùng 3 nhà máy chế biến chanh leo lớn có tổng công suất lên tới hàng trăm nghìn tấn mỗi năm. Bên cạnh đó là 20 cơ sở đóng gói và 19 mã vùng trồng đã được công nhận. Điều này cho thấy chuỗi giá trị ngành hàng chanh leo đã được hình thành và đi vào ổn định. Để đảm bảo cho sự phát triển bền vững ngành hàng chanh leo, tháng 1 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành công văn số 208 chỉ đạo về phát triển bền vững sầu riêng chanh leo trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các địa phương cùng ngành nông nghiệp tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện để nông dân và doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi nhất trong xây dựng vùng nguyên liệu, đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở chế biến, ứng dụng khoa học kỹ thuật và kiểm soát chặt chẽ giống, vật tư nông nghiệp đầu vào. Ông Nguyễn Kim Anh, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đắk Đoa cho biết. Thì chúng tôi khuyến cáo bà con nhân dân là sử dụng những cái giống mà đã canh tác trước đây, nó phù hợp như là giống Đài Nông 1, các cái công ty mà có uy tín. À, thứ hai là chúng tôi tăng cường cái việc lựa chọn những cái vườn cây đầu dòng để đăng ký với sở nông nghiệp lựa chọn chuẩn hóa nó xác định đây là cái vườn chanh đầu dòng, cái nguồn gốc giống thì nó rất là rõ ràng, cái cây trồng nó kháng được bệnh. Ông Đoàn Ngọc Có, phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai cho biết. Tỉnh sẽ định hướng tiếp tục gắn sản xuất đi theo các tiêu chuẩn để đáp ứng được cái quy trình chính ngạch, tăng cường áp dụng cái biện pháp IVF và kiểm soát chặt chẽ đầu vào sản xuất và đồng thời gắn với là truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tăng cường cái sơ chế chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Thưa quý vị, thưa các bạn, hệ thống công trình thủy lợi Nam Sông Thương đóng góp yếu tố rất quan trọng trong việc điều tiết nước sản xuất phòng chống lụt bão tại địa bàn tỉnh Bắc Giang và một số huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên hiện nay, nhiều hành vi vi phạm công trình thủy lợi này tại đây đang tiếp tục diễn ra với nhiều mức độ khác nhau, trong khi đó việc xử lý còn gặp nhiều khó khăn. Về vấn đề này, phóng viên Phương Hà có cuộc trao đổi với ông Hà Văn Đạt, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương. Thưa ông, xin ông cho biết những vi phạm công trình thủy lợi trên địa bàn mà công ty trách nhiệm hữu hạn công trình thủy lợi Nam Sông Thương quản lý hiện đang diễn ra như thế nào? Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương đang quản lý địa bàn huyện của tỉnh Bắc Giang gồm Yên Thế, Tân Yên, Hiệp Hòa, Việt Yên và Nam Yên Dũng, Phú Bình của tỉnh Thái Nguyên với 495 km kênh mương và 1.000 công trình thủy lợi trên kênh. Chính vì công trình trải rộng trên các huyện cho nên tình trạng vi phạm phức tạp, trong đó chủ yếu là đúng trong phạm vi công trình thủy lợi. Khi mà quy hoạch khu dân cư dọc vào kênh ấy, các hộ gia đình là bắc cầu qua kênh cho nên là vi phạm vào công trình thủy lợi cũng như hành lang gây cản trở dòng chảy trên kênh, cũng có tình trạng xả thải ví dụ như kênh tiêu T1 chẳng bao công bún một quặng chảy câu khai thác làm bây giờ xả về đầu cống mười cửa đã gân gây bùi lắm để công ty thường xuyên về nè. Nghe ca khúc Nếu Như Anh Đến, và khi muốn chọn giai điệu nào đó làm món quà gửi đến người thương, anh đây nhé. Đến nhắn với cú pháp là CT viết hoa và trắng nội dung gửi về tổng đài 8779 hoặc là gửi yêu cầu của các bạn. Giờ cái Hedwina đột nhiên quay đầu lại với bà, đôi môi mất máy. Chị bảo gì? Không tin. Nghe hét to, cứ như là một người điếc vậy. À, mẹ cháu muốn uống nước. Violet đi qua đấy và giải thích. Dì không thể nào đoán ra được
Sắc Linh gầm lên. Y nói ngầm, bà ấy chỉ việc nói rõ ra. Sắc Linh đứng dậy đổ nước Evian vào một chiếc cốc và đưa cho Edwina. Và bà đã uống ừng ực. Ông già Leon, khi ông ta khát ấy, ông ta nện cây can một tiếng, hai tiếng, nếu ông ta muốn ăn. Dì đến ở đấy với ông ấy, như với mẹ cháu ấy, đã có một cơn bệnh, khi ông ta lại nói được. Cháu có tưởng tượng là ông ấy nổi cáu vì chuyện ấy không? Nổi cáu với cái gì kia ạ? Nổi cáu với dì. Suốt thời gian dì trông coi ông ấy, dì đã kể cho ông ấy về tình cảm của dì, giống như là dì nói với mẹ cháu ấy. Ông ấy không trả lời được, nhưng nghe thấy hết. Và khi lại nói được, dì có thể nói với cháu là dì phải nghe đủ thứ. Cái này không nhắc lại được. Sao Liên mơ màng khi ngắm nhìn bà chị Bình. Hedwina quay mặt về phía cửa sổ. Bà ơi sao? Hà sự. Ai em cũng bắt được. Các bạn, những năm gần đây, việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại là xu thế tất yếu trong hội nhập. Đối với sản xuất nông nghiệp, điều này đã góp phần quan trọng thay đổi phương thức sản xuất, giải phóng sức lao động, giảm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, từ đó từng bước hướng đến nền nông nghiệp hiện đại thời 4.0. Thanh Hóa là một trong những địa phương đời nội địa nó nét thật định. Đồng bộ giải pháp. Thì đôi môi của bà mất máy những từ ấy. Phải lưu trữ lên sự tỉnh. Bà nhập văn Fairy lâu. Ông cũng bị một căn bệnh rối loạn tiếng nói. Đã nhắc đi nhắc lại trong 20 năm trời. Ông ngoài đây ông bắt được ở TV này. Những sự vật ở dưới chốn này. Một vài người mất tiếng nói. Chỉ còn biết thốt ra những lời chửi rủa bẩn thỉu. May thay, câu nói sắp trở thành điệp khúc cuối cùng của mẹ cô. Lời chào hay lời vĩnh biệt của bà đối với hạ giới là một lời cảm ơn và yêu thương. Thật là tử tế. Vừa bước vào phòng làm việc của giáo sư, Hedwina đi thẳng về phía ông, tự như ông là một người quen cũ, và vuốt má ông. Dưới chiếc mũ, một chiếc mũ không vành bằng lông cáo rất hợp với bà, một nụ cười rạng rỡ soi sáng khuôn mặt xinh đẹp của bà. Giáo sư Dan Sass vốn đã quen với loại bệnh nhân như vậy, không né tránh cử chỉ đồng nhiệt của Hedwina, điều mà Violin e ngại trong chốc lát. Hoàn toàn ngược lại, giáo sư nắm lấy bàn tay bà và mỉm cười đáp lại. Ông cũng làm như là họ đã quen biết nhau từ lâu rồi. Kể ra, đó cũng là sự thật, hiểu theo một cách nào đó. Bởi lẽ bác sĩ đã biết rõ bệnh tật của bà, các triệu chứng và căn bệnh ấy thì tất nhiên ông được Hedwina coi như là người thân thiết. Giống như là một nha sĩ mà người ta đến khám vì một cơn đau răng thông thường. Và ông ta, sau một phần 10 giây bạn vừa há miệng ra, đã chỉ vào một chấm đen nhỏ ở hàm răng của bạn và hỏi, bạn đau ở chỗ này có phải không? Và vì không nói được, cho nên bạn gật mạnh đầu và cuối cùng thì nhắm mắt lại. Thế là có ai đó đã biết chỗ đau răng của mình. Thật là dễ chịu. Thực ra chính Violet là người cảm thấy dễ chịu. Không phải cô lại đi nghĩ rằng giáo sư sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ mình. Thậm chí cô không đặt ra câu hỏi ấy nữa. Nhưng mà thế là đã có ai đó hiểu được mẹ cô đau đớn vì cái gì, đến mức ngay lập tức ứng xử đúng đắn đối với bà. Có nghĩa là giống như vai ô lên, vì trách nhiệm của bản thân đã dần dần học được cách làm công việc ấy. Ông Dessa nghe cái này nó nét không muốn dừng lại. Báo cáo với lại các đồng chí, chiếc đài Toshiba có model giờ RT S70D MK2 đã rên rỉ. Nguyên nhân không rên rỉ đó là hỏng biến áp nguồn. Báo cáo với lại các đồng chí, biến áp nguồn này chạy điện 100V.
Chắc sau lần này mình phải thay biến áp chạy 220V cho ngài Thượng Đế ở đảo Phú Quốc luôn. Đấy, đài này của ngài đài nội địa chạy điện 100V. Chạy điện 100V thế nên là chắc là cắm nhầm. Cắm nhầm nên là cháy biến áp thôi. Đấy, thay biến áp và phát là rên rỉ ngay. Ở đây xin phép dừng clip ở đây. Trân trọng cảm ơn. Chào thân ái. Chia sẻ.